Rồi quý vị ơi, tiếp theo là một cây sâm núi 250k bao ship toàn quốc. Dáng của nó như vậy đó. Cây sâm núi này là cây sâm núi trái nha, nó dài cho lắm rồi nha. Cái này của thằng em tôi nha, tôi bán giùm nó nha quý vị. Trái nó ra nè, dày đặc hết trơn luôn nha quý vị. Chùm chùm ở dưới này luôn nè. Đó. Rất là nhiều trái nha. Quay bên này cho quý vị xem trái đó nè. 250 tôi bao ship toàn quốc nha quý vị. Anh nào lạ thì chuyển khoản, anh nào quen thì ship code nha. Nè quan bên đây nè, trái của nó nè. Chùm 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 luôn nha. Nè. Khỏi quá rồi, nó cản trở lưu thông khó quay quá. Rồi, trái nhóc hết trơn nha. Thấy ở đây đi, mặt tiền chính của nó là đây nè, về mua cái chậu vô. 250 bao ship toàn quốc. Trái lộng thộng dữ luôn nè, hai trái luôn nè, thấy không? Đó. Rồi nha. 250k bao ship toàn quốc nha. Xuống luôn 7 giờ rồi.